Thân mến kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng truy cập và theo dõi kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, rất mong các bác và anh em nào chưa nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 đến 10 giây quý giá của mình để ấn nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể cập nhật được đầy đủ và chính xác nhất những video clip mà Phụ Kiện Audio đăng lên mỗi ngày. Ngày hôm nay thì em có về được một cái dòng loa chép ô tô chính hãng của hãng Harman Kardon sản xuất và là hàng tháo xe trên xe BMW các bạn nhá. Chính hãng Harman Kardon tháo trên xe BMW vô cùng chất lượng, thế nên là làm luôn một cái video clip để giới thiệu nhanh đến với tất cả các bác và anh em. Và cái số lượng hàng lần này về cũng không có nhiều các bác em nhé, không có nhiều đâu, cũng chỉ có độ khoảng 6-7 cặp ở đây là hết hàng rồi. Đấy, ngay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về cái dòng loa chép này. Thì các bác và anh em chúng ta có thể tham khảo lựa chọn phối ghép thêm cho cái hệ thống dàn loa trên xe ô tô các bác và anh em. Đầu tiên là về cái thiết kế mặt trước này, về cái thiết kế mặt trước ở đây. Đấy, rất là giống cái la răng của bánh xe ô tô, các bạn nhìn rất là giống cái la răng của bánh xe ô tô, nhìn trực diện đây nhìn rất là đẹp và sang trọng như này, rất là nhỏ gọn, đẹp đẽ, sang trọng. Đấy, và cái màng loa ở đây là màng titan các nhé. Đấy, em sẽ quay cận cảnh vào cái màng loa để các bác và anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng này. Đấy, màng loa titan, thiết kế mặt trước thì rất là giống cái la răng của bánh xe ô tô, vô cùng đẹp. Đấy, 8 chấu các bạn nhé, 8 chấu rất là giống cái la răng của bánh xe ô tô. Và đằng sau các bạn nhé, và đằng sau là phần cụm từ này, ở đây thì có BMW này, hàng chính hãng tháo xe trên, hàng chính hãng tháo trên xe BMW các nhá, hàng chính hãng của hãng Harman Kardon này tháo trên xe BMW. Model của cái cặp loa này là ST028 này, series là ED8543686 nhá. Dòng loa chép ô tô chính hãng của hãng Harman Kardon tháo trên xe BMW vô cùng chất lượng các bạn nhìn này. Cái thiết kế sản phẩm vô cùng đẹp, rất khá là nhỏ gọn, cái chất lượng âm thanh của nó rất là tuyệt vời. Ở đây thì có sẵn dây này các nhé, sẵn dây này, dây có sẵn dây này, có một sợi, hai sợi vàng này, nhưng mà một sợi sẽ có sọc đỏ này, một sợi sẽ có sọc đỏ, có sẵn cả tụ luôn các nhé, có sẵn cả tụ này, tụ zin. Và đây còn có nguyên, vẫn còn giữ nguyên cả cái đầu trước ở trên cái hệ thống xe BMW, và còn nguyên cái đầu để cắm vào cái hệ thống dàn loa của trên xe BMW này. Khi mà các bác và anh em chúng ta về sử dụng thì có thể cắt bỏ cái này đi nhá. Đấy, có thể cắt bỏ này đi để phù hợp với các dàn loa các bác. Và anh em ở đây em sẽ cắt cái đầu vào đi ra một cặp để em đấu vào test trực tiếp nha, cho các bác và anh em chúng ta cùng nghe thử về cái dòng loa chép Harman Kardon này, rất khá là nhỏ gọn như này thôi. Dòng loa chép ô tô Harman Kardon. Ở đây em sẽ tuốt cái dây ra này các bạn nhé, tuốt cái dây ra, loại dây mạ bạc luôn, loại dây mạ bạc. Và lưu ý với các bác và em một chút là về cái dây ở đây, cái sọc đỏ ở đây, cái sợi mà có sọc đỏ ở đây nó không phải là sợi dương các bạn nhá. Cái sợi sọc đỏ đây nó là sợi âm. Đấy, nó là sợi âm chứ không phải là sợi dương. Các bác em lưu ý nhá, một cái lưu ý khác nho nhỏ một chút. Sợi không có sọc đỏ thì nó là sợi dương, còn sợi có sọc đỏ là sợi âm các nhá. Đấy, chúng ta đấu nối như này là xong. Đấy, các bác và em chúng ta về đấu trực tiếp vào trong cái hệ thống loa của các bác và anh em, hoặc là cái trên cái đầu của các bác và anh em là chúng ta có thể nghe nhạc được rồi. Em sẽ test nhạc để các bác và anh em chúng ta cùng nghe thử nhá. Em sẽ test một cặp ở đây. Đấy, em sẽ test một cặp ở đây. Và sau khi đấu nối cái dây này, anh em đấu thẳng trực tiếp vào cái dây này từ âm ly ra nhá. Ngay bây giờ em sẽ bật nhạc lên để các bác và anh em chúng ta cùng nghe thử này. Test một cặp đây. Chất âm của dòng loa nhìn nó nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà chất âm ra rất là tuyệt vời luôn. Cho nhỏ âm lượng một chút để báo giá để các bác và anh em chúng ta cùng tham khảo về cái dòng loa chép ô tô chính hãng Harman Kardon tháo xe BMW này nhá. Một cặp như này, một cặp gồm hai chiếc như này, sẵn dây này, sẵn tụ này. Đấy, về các bác và anh em chúng ta chỉ việc đấu kèm vào trong cái hệ thống loa chép ô tô các bác và anh em là chúng ta sử dụng, có mức giá là 300.000 đồng một cặp nha các bạn nhé, 300.000 đồng gồm một cặp hai chiếc như này. Đấy. Mọi thông tin đặt hàng và tư vấn về sản phẩm các bác và anh em có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0835318889. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.